chúng ta điều trị theo nguyên nhân, nhất là nguyên nhân trước thận thì hồi phục nước hiệu quả, bù lại những tuần hoàn, đúng không ạ, hỗ trợ các chức năng tim, điều trị nhiễm trùng, tấn suất và điều trị cái làm hạn chế tăng cường bộ. Tại thận thì có thể dùng thuốc đặc trưng cho cái bệnh lý điều trị bệnh tận gốc và loại bỏ các yếu tố gây độc hay là loại bỏ kháng thể bằng hoặc hệ thống tạo lọc huyết tương rất là tốt. Sau thận thì chúng ta phải giảm phóng các nghe thôi, cũng như sát là giải phóng các nghe, giải phóng các nghe can thiệp sỏi bằng cái u là chúng ta đặt những công việc cho bệnh nhân. Và rõ ràng cái trường hợp này khi mà giải phóng các nghe thì nó sẽ có một cái hội chứng là ái rất là nhiều sau khi khi giải phóng, đúng không ạ? Chỉ bị lọc máu thì như vừa nói là chỉ bị lọc máu sớm hơn là chỉ bị lọc máu muộn, và nó sẽ tuân thủ những nguyên tắc của cái chỉ định lọc máu, tức là thử ô nhiễm cũng như lượng tiểu hay là pH máu để cồn hay là cali máu 96.5 hay là trong trường hợp tăng nguyên máu và để uống rượu số thuốc để tổn thương thì có các rất là nhiều phương pháp, nó tùy theo chúng ta có thể lọc máu sẽ dẫn tạo hay là lọc liên tục 24 giờ ở dưới chân tục, rồi chúng ta lọc tương thay huyết tương hay là lọc bụng, mặc dù cái phương pháp lọc bụng bây giờ nó không phổ biến nữa bởi vì người ta đã có thể dẫn tạo thay thế rồi. Dinh dưỡng là sẽ ưu tiên với đường điện, ăn đường điện và lượng protein là 1.8-1.3 mg để đạt tiêu lọc máu, và người ta cũng khuyến cáo là không nên cho bệnh nhân bị mất dinh dưỡng quá nhiều. Nếu cái tình trạng dinh dưỡng nó sẽ cũng là một yếu tố nguy cơ để cho là tăng nguy cơ tử vong của những bệnh nhân dinh dưỡng. Về tiên lượng thì cái tỷ lệ tử vong nó cao và phụ thuộc chính như là công tác hộ lý, công tác chăm sóc hộ lý vô cùng quan trọng, vì nếu khi nhiễm trùng xảy ra thì nó sẽ làm tăng nguy cơ mà không ổn bệnh và tăng nguy cơ tử vong. Thế thì nguyên nhân gây tử vong ở đây thì nguyên nhân người ta thấy hàng đầu là nhiễm trùng, nguyên nhân thứ hai là về rối loạn tim mạch máu hấp, thứ ba là suy đa phủ tạng, rồi các bệnh lý thần kinh trung ương, biến chứng khi lọc máu và tăng cali máu là những cái yếu tố nguy cơ. Về kết luận thì ở mức thượng cấp hay trung cấp thì tỷ lệ tử vong cao và phụ thuộc vào cái biến chứng của bệnh cũng như là cái giai đoạn mình phát hiện như thế nào. Chúng ta chưa có một cái điều trị cực kỳ đặc hiệu nào để phục hồi chức năng thận nhanh chóng ngoài cái việc phát hiện sớm và điều trị thật sớm. Mục tiêu chúng ta là giảm tổn thương thêm thận và làm cho phục hồi chức năng thận sớm, cũng như là cái việc điều trị và theo dõi sau khi cho đến nhập viện rất là quan trọng. Thế thì cái phần lý thuyết các bạn có thể xem thêm một trong sách nhá, viết cũng là gì, cái phần này tôi trình bày thì chỉ nhấn mạnh thêm các bạn. Chúng ta làm tiếp này, một phần rất là ngắn thôi, một phần rất là ngắn thôi. À, thì năm phút anh nha, chỉ còn có con ba sư tử lai cũng được, tiếp luôn đi, tiếp luôn nhá. Vâng, tiếp luôn đi. Sau khi xin được bản tính nhá thì em có thể tham khảo trong sách, còn bản cái phần này là có sách hết, bởi vì nó là một cái ứng dụng rất là chung rồi. Thì cô cũng trình bày lại và nhấn mạnh chúng ta có thể là nghe biết lại nhớ hơn là đọc sách. Thì các mục tiêu như thế này, có 4 mục tiêu. Thế thì chúng ta nhấn mạnh lại với nhau về cái phần ngữ về bệnh mãn tính. Thứ nhất là bệnh mãn tính là gì, hai là bệnh mãn tính là gì, thứ ba là bệnh mãn tính cuối là làm sao. Đấy, cô thấy là một số là đi về rồi đấy, cô bất ngờ cô biết về. Cô đi. Đấy, thế này mà bà nghỉ 10 phút tí nữa thì không còn ai. Đúng không? Tổn thương thận mạng tính tức là kéo dài trên 3 tháng, có thể thay đổi cấu trúc
phần chức năng thận đúng không ạ? À, hoặc là có thể tổn thương về mặt giải phẫu đấy. Nếu như mà cổ thận mà liên tục dưới 60 mm³ và có thể là tổn thương với chức thận đi kèm trong thì vẫn được gọi là bệnh thận mãn tính nhá. Đấy, không có tổn thương gì về mặt cấu trúc hay chức năng thì phải nhưng mà được xưng là ở đây cái gì mà cũng cao nữa thì vẫn là bệnh thận mãn tính nhá. Thì những người như nào thì sao thì sẽ nằm ở trong nhóm này người lớn tuổi, trẻ tuổi. Cái đây là cái khác chẩn đoán bệnh thận giai đoạn bệnh thận có 5 giai đoạn các bạn kẻ thề nhá, 1 đến 5. Và giai đoạn 5 là giai đoạn là gì, là giai đoạn gì phải điều trị thay thế lọc máu hay là ghép thận ở đây thôi đơn giản. Thế thì đấy, trong cái chat thì như thế, nhưng mà chúng ta nhìn thấy thế này, cái từ giai đoạn từ 1 đến 4 nó rất là to, nó ở dưới này. Cái giai đoạn 5 là cái giai đoạn nhìn thấy biết trên khi người ta thấy mình với mình là toàn giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì thôi, rất ít ở trên nhưng mà ở dưới rất là nhiều. Và nhiệm vụ chúng ta là phải tìm giải quyết cái phần ở dưới cái tảng băng chì đấy, không lại giống như con tàu chúng ta thích đúng không, con vào tảng 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 băng dưới trên coi hết. Thank you.
máy xét nghiệm nhé. Vấn đề thứ hai của cái suy thận nặng thì có thể có rối loạn tái phù ở bài tiết của thận. Chúng ta có thể gặp là natri máu hạn, natri rượu tăng do cái suy giảm tái phù của ống thận. Và bệnh nhân tái nhiều có tính chất thẩm thấu. Và các anh chị thấy rằng là nó thay đổi ngày đêm, nên suy thận thường là tái phù rất nhiều. Và nó thay đổi chức năng của ống thận, cho nên là nó chúng ta gọi là tái nhiều hơn tái thẩm thấu. Nhưng cái này nó không đào thải đưa tin chạy vô bên máu, cho nên nuôi đưa tin máu chạy nước tiểu rất là thấp, đúng không? Đấy, mình gọi là tái thẩm thấu, tức là tái mà chạy ra được gì. Phù thường có thể do giữ nát đi máu hoặc là có thể phối hợp với các cái bệnh lý khác như suy tim hay là những bệnh lý dương có hay là những bệnh lý đường tiết tiếp. Rối loạn chuyển hóa kali do giảm ở thận là thường ở sinh vật thận mới có. Chứ là nhân là sớm thì cái khả năng đào thải của thận cũng có, và cái tái phù cũng có, nhưng ở giai đoạn muộn thì thường có cái tăng trong máu. Cho nên em có thể thấy một số bệnh nhân không phải bệnh nhân nào kali người ta cũng cao đâu, mặc kể mặc dù là thận nhưng có thể lên 600-700 đúng không ạ, 700-800. Vấn đề nữa là pH máu giảm, nó tăng cái ion tác động và sự tiềm hay là thủy dư thì giảm. Biến loạn nữa là cái cường tự giác thứ phát do giảm sản xuất 1,25 mg cholesterol, và nó dẫn tới giảm canxi và tăng chất xơ máu cũng như là giảm trong xương đối với các phân tử tự giác ở dưới mắt. Chúng ta sẽ thấy khi xét nghiệm ở những giai đoạn đầu là canxi hạ, phốt pho tăng và pH tăng. Lúc ở giai đoạn sau thì nó sẽ có cái tác nguồn lại làm cho canxi máu tăng và có thể xuất hiện cái khô canxi ở tất cả cơ bộ phận cơ thể như dưới da, khớp, đáy mắt, phổi, đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy một chút gì không? Nên là tôi rất thích. Trước đây chúng tôi đã có một vài bệnh nhân dùng đến ít hơn. Và nó sẽ tăng sinh tế bào tuyến giáp và làm cho cái xuất hiện cái khô tận giáp. Vấn đề thứ năm là thiếu máu. Thiếu máu ở thận nó có nhiều yếu tố gây nên. Một là do giảm sản xuất insulin do cái tình trạng thiếu máu. Vấn đề thứ hai là đời sống hậu cung cầu nó giảm. Đời sống hậu cầu giảm là do viêm mạng tính là thứ nhất. Thứ hai là tăng cơ thể của insulin và sản xuất rất nhiều các yếu tố tiền viêm. Thứ ba là có các yếu tố ức chế các hoạt tính của insulin. Và người ta thấy rằng là nó song song với mức độ của thận càng giảm thì cái tỷ lệ thiếu máu càng cao. Tất cả những nghiên cứu đều cho thấy một vấn đề rất rõ rệt như vậy. Ở đây tôi có một cái bảng tương đối tương ứng giữa cái mức độ của thận mới giảm thêm bao nhiêu tuổi của người dân, nó tương đối rõ rệt. Nó không có một cái bảng tương đương giữa thiếu máu và giữa cái mức độ của thận hay không biết, nhưng mà có giá trị như một tuổi. Thì chúng ta thấy rằng nếu mức độ của thận giảm đến 20 thì đấy, thêm là tôi thích của mức giảm đến 12% và 3% tương đối nhiều, đúng không ạ? 6 là vấn đề tăng huyết áp. Tăng huyết áp là nó cũng rất là yếu tố, chủ yếu là cái cơ chế gì? Tăng sản xuất đây thì ăn vô oxy, đúng không? Thứ hai là cái thiếu nước và tăng cholesterol. Thứ ba là quá trình phù vừa dịch quá tải tuần hoàn. Thứ tư là suy giảm chức năng nội mạch tại cái máu và tăng sức cản của máu. Thứ sáu là điều trị gây suy vô tim và gây các thuốc hay là điều trị quá liều là tăng huyết áp. Thứ bảy là thường huyết áp cũng là một yếu tố gây kháng và điều trị của tăng huyết áp. Thứ bảy là tình trạng loãng xương. Anh chị thấy là loãng xương ở do chậm quá trình cạn xương và khiếm khuyết trong quá trình nối loãng của máu xương, và do rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Do thứ nhất là giảm do cái tình trạng giảm không có máu ở cái giai đoạn sau. Thứ hai là thay đổi quá trình tổng hợp quá trình collagen, và con chuyển hóa là một yếu tố đóng vai trò gây ra loãng xương. Nó gọi là nó có hiện xương bất hoàn hoặc là nhuyễn xương ở bệnh nhân sinh thận. Thế thì về biểu hiện lâm sàng của
máu là phù tăng huyết áp và hội chứng tăng mỡ máu. Hội chứng tăng mỡ máu là những hội chứng mà gặp ở những người nhân mà bệnh nhân đã tiến đến cuối chưa lọc máu và nó biểu hiện cái tình trạng rối loạn chức năng của bệnh và các cơ quan liên quan và giả thiết là chúng ta thấy tăng V và Y và A sẽ đúng không? Như là giảm, đạt lại V và Y trong cái việc. Thì hội chứng mô đầy máu cam chúng ta có thể vào rất nhiều cơ quan bộ phận. Thì cái dấu hiệu chúng ta thấy là rất là rối loạn tiêu hóa, nôn, phù nôn đúng không ạ? Thế còn là nôn phải phù nôn thì có thể nặng, có thể tăng V máu cam, tăng V trong cùng để xuất huyết tiêu hóa, sau rồi là tổn thương kinh đúng không ạ, ngủ gà, nôn mưa, đấy. Và một cái nữa rất hay gặp là hơi thở đúng không ạ, hơi thở không thở hô hấp đấy, cái gì đấy. Thế thì chúng ta phải đánh giá những cái yếu tố mà bệnh nhân cũng rất đặc tính, nhất là thời gian không thể triệu chứng. Thứ hai là chúng ta phải loại trừ tất cả những nguyên nhân cấp tính khác, bởi vì khi có nguyên nhân cấp tính thì chúng ta chẩn đoán là thể trạng giảm mức độ của thận, thận theo nhỏ, rồi là nếu biến chứng về đường kinh rõ, biểu hiện về thiếu máu rõ, từ thận giãn rõ là thể thương xương, hoặc đến là cái bộ lý cho chúng ta đánh giá cái yếu tố thứ. Ví dụ như là siêu âm thì là cái hình ảnh như này là cái thận bình thường đúng không ạ, và như này là cái thận mà bị bệnh nặng, có như người ta gọi tăng cô sơ hóa hết, và cái tăng cô này nó sẽ so với cái cô của ai này thì là cái sáng hơn, đúng không? Tăng cô. Khi mà cô tức là thận sơ hết rồi đấy, sơ hóa hết rồi đấy. Thế và đây là những cái siêu âm của chúng ta đánh giá những cái dạng tải của tận nước trong sỏi của những cái thận kẽ. Và trong những trường hợp mà hai cái thận bờ gồ ghề, các bạn gồ ghề và dạng cái bề dày của những mô thận. Chẩn đoán suy thận mạn thì có những cái tính chất mãn tính như chúng ta vừa nói nhau, rất là thành phố cộng thêm tăng mô đen của đơn vị canh cấu dài giảm mức lọc của thận và trên ca ngắn nhá, nhớ cho tôi mốc thời gian. Tất nhiên không phải là như nào chúng ta cũng biết được ba tháng trước thì chúng ta đâu, có khi vào nhìn cái là bốn cái chúng ta đã cuối rồi thì mình phải phân định dựa vào tất cả các yếu tố mà mình chỉ với nhau, mỗi cái yếu tố nó đều là những yếu tố cộng cho mình cắn. Chẩn đoán phân biệt giữa cấp của suy thận mạn tính như lúc nãy là suy thận cấp thì phải chẩn đoán phân biệt suy thận mạn dựa vào thứ nhất là có những yếu tố gây nặng bệnh, ví dụ nhiễm trùng. Như vậy là tất cả các yếu tố gây suy thận cấp đều là yếu tố gây ra bệnh cấp của suy thận mạn. Nghĩa là trên nền của nhân suy thận mạn có những yếu tố cơ ý và đây là suy thận mạn lên. Bao giờ các bạn cũng phải xem có trùng không, có mất nước không, có mất trùng không, là có viêm không, uống thuốc như nào, có thuốc nam, thuốc bắc, thuốc lá, thuốc lẩu, thuốc giảm đau không, có hạn tiêu cơ không, rồi là tái hơn rồi có được kiểm soát không, tăng huyết áp không, các con thấy là những yếu tố bao giờ trong cơ thể mình đã. Và chúng ta thấy rằng nếu được tốt thì có thể tập được theo nhỏ mà cũng được lên chúng ta rất là cao. Và như vậy chúng ta phải theo dõi trên thông tin thường xuyên. Về chẩn đoán giai đoạn, chúng ta chỉ tiến hành khi chức năng thận tương đối ổn định rồi, loại bỏ yếu tố làm nặng lên của bệnh. Và như vậy nó sẽ giúp đánh giá và theo dõi tiến triển của bệnh. Chúng ta sẽ dựa vào giai đoạn theo cái Tanuki 2002 và Sancho 2012. Thì đây có một thêm một công cụ nữa, Galileo 2002, người ta cũng vẫn là năm giai đoạn của bệnh thận, nhưng ở giai đoạn 3 người ta thêm giai đoạn 3A và giai đoạn 3B. Giai đoạn 3A và giai đoạn 3B người ta gọi là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn 3A, bệnh thận mãn tính giai đoạn 3B. Và ở đây người ta đưa thêm những yếu tố về albumin máu để người ta đánh giá là tiên lượng, nếu như cái albumin máu cao thì nó sẽ nằm ở trong cái khung đỏ của chúng tôi, nguy cơ rất cao đúng không ạ, màu đỏ nguy cơ rất cao, màu
protein thì sao là amin nhiều, tôi xin lỗi amin nhiều, tức là amin trong nước tiểu hay là bây giờ mình tính là protein trong nước tiểu ấy là một cái yếu tố có tác động trực tiếp và nguy cơ tổng lập tới ảnh hưởng tới chức năng thận và làm cho tổng lập giảm đi là amin trong nước tiểu. Trở lại nguyên nhân theo từng cái nhóm bệnh, người ta có thể phân ra là cái nhóm bệnh thận do gái cái tuổi riêng, bởi vì giờ cái bệnh lý chuyển hóa nó rất là nhiều ở trên thế giới, cái bệnh thận chuyển hóa là chiếm 60%, trong khi của mình ngược lại cầu thận chiếm 60%, đúng không? Của người ta là bệnh chuyển hóa, cái của người ta là chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều. Thế thì chúng ta có thể phân ra một cái nhóm bệnh thận do gái tuổi, bởi vì cái bệnh thận gái tuổi nó có rất nhiều cái đặc trưng của người gái tuổi. Thứ hai là cái nhóm bệnh cầu thận mà không do gái tuổi, tất cả cái nhóm bệnh của nguyên phát hay bùng phát. Ba là bệnh lý về mạch máu, thứ tư là bệnh ống nghẽn thận, thứ năm là bệnh di truyền ở bẩm sinh, và thứ sáu là bệnh thận ở trên bệnh nhân ghép thận. Bệnh thận trên bệnh nhân ghép thận có thể là bệnh thận tái phát, hay là có thể là bệnh thận mắc phải sau phẫu thuật, hay là bệnh thận do ngừng thuốc, đúng không? Đó, có thể một là thuốc kéo dài cũng gây ra cái tổn thương thận, và thì sẽ chia ra thành nhóm cùng bệnh. Thế thì chẩn đoán biến chứng thì chúng ta có rất là nhiều các biến chứng, vừa là triệu chứng của biến chứng thôi, như là tăng huyết áp, như là thiếu máu, như là chuyển hóa canxi rất to, suy dinh dưỡng, bệnh lý thần kinh hoạt viên, đặc biệt là bệnh lý tim mạch. À, vì cái yếu tố tim mạch ấy, nó làm cái tăng nguy cơ tử vong ở các bệnh nhân suy thận, và nó cứ chiếm tới 60% các cái nguyên nhân gây ra tử vong ở bệnh nhân bệnh thận mạng tính suy thận và cả bệnh nhân chạy thận chu kỳ. Đấy thì chúng ta có những cái biến chứng rất là nhiều. À, ngoài ra có những biến chứng ở phổi, biến chứng ở về nước điện giải, về huyết học, về rối loạn lipid máu, một cái nữa là rối loạn đường nội tiết tố. Cái rối loạn nội tiết tố này nó đặc biệt ở những người chạy thận chu kỳ thì cái khả năng sinh con rất là ít, rất là kém. Tuy nhiên cái khả năng này nó gần như là một cuộc sống hoàn toàn ở những bệnh nhân trải sau cái ghép thận. Thì rất nhiều các cái cô gái trẻ mà chúng tôi ghép thận sau thì đã sinh con là bình thường. Như vậy các yếu tố mà chúng ta cần phải xác định là yếu tố làm tăng thêm cân thận là giảm tích máu này, thay đổi huyết áp, nhiễm trùng, tăng nghẽn đường tiết niệu, các cái thuốc của cân thận và các cái biến chứng về máu như là hẹp mạch thận, huyết khối tĩnh mạch, đấy là những cái mà chúng ta cần phải phát hiện. Để đánh giá cái tiến triển của một bệnh thận mãn tính hay suy thận mạng thì chúng ta phải theo dõi rất là một thời gian rất là dài, nhiều năm khám. À, thực ra đáng buồn ở đất nước chúng ta không có một cái quy chế hay là không có một cái hệ thống theo dõi y tế chăm sóc sức khỏe từ xưa sinh đến lớn. Còn nếu ở nước ngoài người ta sẽ có một cái hồ sơ theo dõi sức khỏe từ lúc đẻ ra đến khi nhà trẻ của chúng ta hàng năm chúng ta phải xét nghiệm định kỳ. Chính vì vậy người ta phát hiện bệnh thận mãn tính thì rất sớm, đúng không ạ? Bệnh thận mãn tính thì rất sớm nghĩa là người ta chỉ cần mình nhờ vô tiêu trong nước tiểu là tế bào trong nước tiểu thôi là có thể phát hiện những bệnh cầu thận sớm rồi, đúng không ạ? Hai là người ta theo dõi huyết áp và người ta đã phát hiện là những cầu thận nó rất sớm. Thế thì người ta đánh giá mức cầu thận thì người ta cần chú ý tuổi tới và có hai nhóm yếu tố nguy cơ có thể làm ảnh hưởng đến cái nguy cơ tiến triển là yếu tố nguy cơ thay đổi và yếu tố nguy cơ không thay đổi. Không thay đổi được là tuổi giới, chủng tộc, đúng không? Đấy, chúng ta vừa nói là theo tuổi thì cái mức độ cẩn thận sẽ giảm theo tuổi. Người ta thấy người da đen người mắc đái đường có nguy cơ bệnh thận mãn tính cao gấp 2-3 lần người da trắng. Và di truyền thì các chị em phải lưu ý là những cái trẻ mà đẻ đến 2 ít tháng và cân nặng dưới 2.5 kg và để no thì cái nguy cơ mà bị cái bệnh thận mãn tính nó nhiều hơn những cái trẻ bình
trường, hay là mẹ bé đã ngừng thai kỳ, mẹ hút thuốc lá trong cái đường thai trong quá trình có thai, thì gần đây là cái tỷ lệ đấy thai kỳ rất là cao, đúng không ạ? Rất cao luôn. À, cô Nga ở bên dưới tiếp chính là người làm về đại tiến sĩ về đái tháo đường thai kỳ, cái tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ rất là nhiều. Nếu mà được phát hiện sớm về các cái đái đường thai kỳ, người mẹ sẽ được khuyến cáo là sử dụng thức ăn hoặc là chế độ như thế nào đấy để hạn chế cái vấn đề này. Cái nhóm yếu tố nguy cơ có thể là thay đổi là vô kinh nghiệm, thì như vậy lúc đấy chúng ta đã dùng một cái bảng là rất là cẩn thận và chức năng thận nó liên quan đến vô kinh nghiệm như thế nào, thì cái vô kinh nghiệm này có thể phát hiện sớm và có thể điều chỉnh, điều trị đại giảm và cho cái vô kinh nghiệm thấp đi. Như vậy chúng ta thấy là nếu vô kinh nghiệm cao thì thế tốc độ giảm vô kinh nghiệm sẽ cao hơn rất là nhiều so với vô kinh nghiệm mà ít. Thứ hai là các nguyên nhân của gây bệnh tật mạng tính, chúng ta có thể can thiệp sớm và can thiệp tốt, như là đái đường, như là các cái bệnh tật mà phát hiện sớm, những cái tăng lứa đại tiết máu, rồi là cái hút thuốc lá hay là sinh tiết thận, thì là nếu mà chúng ta can thiệp sớm thì tránh cái tổn thương của bệnh tật mạng lên. Tính thường xuyên một ngày nên người bệnh có nguy cơ cao như đái đường, tăng huyết áp, sơ vữa mạc, suy tim. Hai là khi bệnh nhân có bệnh thận rượu, những trạm như bằng quang nội quản nhỏ này, hay là những bệnh nhân mà có đường tiểu sỏi này, là khi đã đi kiến hoặc viêm bằng quang mạng tính, rồi những bệnh lý hệ thống và những người dùng thuốc chế miễn dịch hay là thuốc chế miễn dịch kéo dài như là thuốc và điều trị cải ghép, hoặc là những thuốc chế miễn dịch mà chúng ta dùng cho những và trong gia đình tiền sử bố mẹ mắc bệnh tật mạng tính và người trên 65 tuổi là người có nguy cơ cao mắc bệnh tật mạng tính thì muốn gọi bệnh tật mạng tính lại. Thế thì đến lúc thì cái đây là một cái bệnh tương đối phổ biến và có thể phát hiện sớm tương đối là đơn giản với những cái xét nghiệm chống máu và những xét nghiệm đến tiểu. Các cái dối loạn về lâm sàng sinh hóa sẽ tương ứng với các cái giai đoạn bệnh và số lượng cũng không mất đi, và ở giai đoạn cuối thì chúng ta cần phải điều trị thay thế bằng máu là một bụng hay là ghép thận. Thì mỗi bác sĩ 6 giờ 5 phút thôi, 5 phút các bạn nghỉ nhé.